là sao hả? Trước khi mà mấy chú muốn đăng lên á, mấy chú phải hỏi cha mẹ nó là mấy chú mới đăng lên. Còn đăng lên cái danh dự của người ta, phải không? Dạ không, nãy mấy chú phải nghe hai phía. Nãy giờ chưa. Mấy chú đi quay chỗ khác từ hồi nào tới bây giờ, nó sống sao thì như bây giờ nó sống như vậy đi. Mấy chú quay lên á, ít ra mấy chú phải cắt bớt đi. Đưa cu vô chim nè, cha nó đưa cu chim này chim, mấy chú cũng quay lên luôn. Là mấy chú nghĩ sao hả? Nó là cái thằng khùng, nó là cái thằng khùng chứ không phải nó là cái thằng tỉnh. Tôi lướt lên máy cũng thấy chạy lên liền nè. Nó nghĩ vậy nữa. Khả năng đó tôi bà như thế cô thêm nhiều cho tôi nữa, nó cũng còn lắm có tiền, còn giờ nó không làm được cái nào. Mà từ xưa đến đức anh thì kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay anh em mình có tìm hiểu được tới gia đình mẹ ruột của anh Đức, là chàng trai mà 32 tuổi, sống lang thang và đang ở trong cái căn nhà hoang ngoài kia. Thì hôm nay anh em tụi con tới căn nhà của cô là người mẹ ruột cũng vô tìm hiểu cái câu chuyện này nó kỹ hơn cô ha. Dạ. Xin mời tất cả quý cô chú ta đi vào nhà của cô. Chắc ngồi đó luôn đi ha, thằng rộng. Cô ngồi đó đi cô. Cô ngồi xuống đó đi. Lấy cái ghế rồi, lấy cái ghế đỏ cái gì cơ. Lấy cái đỏ ra cho cô ngồi đi. Đứng đây cho nó rộng. Anh Đức rồi ra đây ngồi cùng với mẹ nè. Sang vào đây ngồi em. Đó. Đây đi chiến rồi đây. Đây. Đây ghế đi con. Đây ngồi đi. Má ngon lành đi. Để sáng quay đây. Đức lấy ghế đi. Ngồi đi ghế ngồi. Ngồi cho mẹ. Dạ được rồi tụi con. Đứng vậy. Anh ngồi sát rồi. Sát rồi. Đức ơi ngồi sát. Sát vào đây. Sát cái này. Cho con hỏi là cô tên gì ha? Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô nay 57 tuổi mà Nguyễn Thị Hoàng Như. Cô tên Hoàng là Như hả? Như, yeah. Hoàng Như. Hoàng Như. Dạ. Anh Đức là con thứ mấy của cô? Con trai lớn của tôi, cô riêng. Con tôi mới chấp nói ông sao được. Hai đứa. Dạ. Yeah. Lấy chồng sau được hai người con gái nhà, trong kia. Nhỏ chị đi, nhỏ nhỏ em. Dạ. Nhỏ chị chăng em. Rồi cái hoàn cảnh nhà mình cũng khó khăn quá, sao mà anh Đức anh không ở trong nhà được mà anh phải đi ra ngoài đó ở cô? Tại vì trong nhà này ông từ xưa giờ ông biết tôi có con riêng, không có chịu chấp nhận, không chấp nhận con riêng. Từ xưa tới giờ là hầu là ông đụng tôi là ông rất biết đâu. Yeah. Có riêng bỏ cho mà già tôi một cái đó. Rồi sau này cũng có người quay về, sau này bắt đầu là già có bị tai biến, thì nó em thứ tư nó mới bán nhà, nó mới đi xuống một nuôi. Ôi tai biến cái tiểu đường á, thì nó mới xuống nhà ở đâu được trong vòng mấy tháng, thì có thể nó thấy cũng như trai mà đâu có chịu cực để mà đỡ nghĩ đấy thì yeah. Nó không có chịu cực đó, nó phải trâu dạt thì tôi cái ông này nó có chịu cho ở ba nó đâu cho ông ba chịu không cho ông cho ở mới nói rằng cũng hầu ở hầu không ở không thì cũng lang thang như cái nào vậy á, để hầu ở không được cái thời gian quay góp đồng chúng ra nhà qua nở ở trước cửa nhà tôi này, rồi xong rồi nhà qua tôi giữ nhà đi, giờ nó có xuống nhất hồi nào chỗ đây chỗ tôi bảo vệ tôi bảo qua nở không. Cô có thường xuyên mà hay xuống cái chỗ hiện tại anh Đức đang ở không? Như giờ nó giờ xuống sau tôi không đi nổi. Tại vì tôi bệnh tim, tôi điểm, tôi không nhận. Còn ở dù quanh cái chỗ tôi không ra làm thăm nữa tôi nữa. Lên nữa, có gì tôi cũng giúp đỡ, gì tôi có tiền tôi cũng cho. Có gì mấy lúc tôi cho, tôi nhìn bánh trái, có gì con gái tôi cũng cho. Mà cũng lấy lúc thôi, chứ còn nghe tận mặt tổng thì cũng chữ tôi tối ngày à. Đến ngày nào tối ngày. Không bình thường, không tỉnh, không kinh. Anh ra trên uống rượu trên ông quậy, bữa nay là ông bị tai biến, ông bị cao áp mà họ uống rượu bớt đi, bây giờ cho nên cũng đỡ tôi đi, chứ họ ngỡ cũng hành não mới tôi quậy, cũng vì con tôi mà tôi bên con tôi nó tôi quấn, mà tôi nghĩ nốt đâu là nên tội anh chị, có ông mình nó cứ ngỡ về cái nhờ ở nhà chị phụ việc nhà tôi, thì nó phụ việc chị nó thì có chuyện cũng đi làm, cũng xin làm, thời gian nó cũng làm chứ không nó cứ làm biết không, mà không đâu cho đâu, cứ ngỡ gì đụng chuyện kia tôi bên con tôi nó quấn tôi, hành não tôi phải chịu đựng tôi làm mẹ. Làm vợ tôi phải chịu đựng thôi, giờ sao có nhìn nhục con. Anh giờ nói sao cho con mình nhiều cái. Tôi không có làm ra đồng tiền, không giúp được con cái thì tôi cũng buồn lắm. Phải tôi có làm ra tiền người ta tôi bệnh, thì tôi khởi tôi cũng giúp cho con, tôi muốn như trò cho nó.
Còn này tôi không lập được đồng được, nó là mấy năm nay tôi bệnh rồi, không lập đồng xuống nữa. Thì giờ tôi khả năng tôi nghĩ có chuyện giúp cái nấy, giờ con cái gì ai giúp được cái hoài cô bác xung quanh giúp thì tôi cũng mừng. Tôi mừng thì mấy người vậy đó. Thì giờ nó cứ lục như chai bằng đi nhiều, còn ngày cũng ngủ. Chỉ ăn gì cái người gì, nếu có kia có cái phòng phải ngủ mà ông đâu có cho đi nhà ngủ đâu. Rồi tôi cho ngủ đây, ông cũng được đuổi, tôi cứ nằm cứ quen xá gì. Ông cũng ra cái chuyện đủ thứ, nhớ làm cái quán gì mà ta cho nó cũng cái chuyện. Mà ta giúp đỡ nó cũng cái ông cái chuyện tôi. Rồi tôi sống tôi cũng khổ tâm lắm. Giờ tôi sống nơi đây đó biết cái chết ngày nào. Bây giờ tôi nó cũng ráng chịu đựng con cái, tôi cũng phú trời đất chưa. Mạnh giỏi để mà sống thì lo con. Ba mấy tôi đầu trên giờ nó có nghề nghiệp sự nghiệp đâu mà có vợ con. Nên lấy đâu lo cho nó được, nó không ổn định được. Nên giờ phải gì mà cháu cũng đâu có ai giúp đỡ, bên ngoài đâu có ai giúp đỡ nó đâu. Đâu có quan tâm tôi nói đâu. Giờ nó ra đi hai tôi rồi, giờ tôi nói con ai thôi mẹ thì phải chịu thôi. Chỉ lúc nào cái dù có thì tôi cũng hỏi tâm, hay hoặc là nó đi mua gì nó ghé nhà nó thăm thì hỏi tâm vậy thôi. Rồi con có làm trai có làm cái nọ thôi thì giúp đỡ cho nó cái hỏi tâm vậy thôi, chứ mình cũng đâu có được cho nó được cái gì. Nhưng có bánh trái thì cho không có thôi. Hiện tại thì cuộc sống của cô thì đang cũng nương tựa khó khăn, nương tựa gia đình của gia đình chồng, cho nên là không có cưu mang được, không có cưu mang đến Đức. Bây giờ ấp xã kia tôi cho đem về mà cũng làm giấy rằng và cái tên nào cũng có chịu, và cuối cùng giờ đâu nghe là anh em đâu có cho vô, anh nó tư đâu cho vô đâu. Bây giờ nếu vô nhà thì không có cho giúp đỡ không được. Dạ cô cho con hỏi là giờ chứ như là cái hộ khẩu hoặc là cái giấy tờ tùy thân của em nó là hiện tại là bây giờ là ở đâu? Hộ khẩu thì như bên bà ngoại nó gì ốc nó giữ, mà nhân chứng minh dân thì công an thì đang giữ. Tại ngọn nó ở hiện tại tôi tính đưa nó đi vô trại đó. Thành ra người ta nói rằng là thấy nó không có tàu phạm gì, người ta chưa có đi tờ dẫn dòng dự nhân dân. Chưa giấy tờ thì không có nhập vô. Đưa vô trại gì hả cô? Đi vô trại gì mà trại nuôi gì đó để mà cho nó ta lo nhà cửa cho ăn cho ở gì đó. Chứ giờ nó ở lang thang người ta sợ cái giấy tờ chung đi. Cái người chị kêu thấy gì đó rồi nếu không biết thì nhẹ dạ để nghe lời ta bán chị kêu thấy là ta sợ. Công an cũng kêu cũng điều tra cũng hỏi rồi thì công an đang giữ với nhân dân đó, giữ nó là mấy tháng rồi. Nó cũng cho nó nói để công an cũng mời tôi ra ấp cũng là nói để mà đưa đi, nếu mà không có tiền cọp và không chơi gì để ở thì ta phải đưa đi thôi. Mà hôm nay nó giết hình cho hả? Mà như cô lấy cái người chồng thứ hai này là cha dượng hiện tại này là lâu mấy chục năm rồi đúng không? Hai mấy năm rồi. Hai mấy năm là từ cái thời điểm mà lấy là đã đuổi anh Đức ra khỏi nhà rồi hả? Hay là mới đuổi ra? Lấy là anh Đức còn ở với bà ngoại, lúc đó mất 7 tuổi. À, với bà ngoại. Giờ nay nó 30 mấy tuổi rồi. Là bà ngoại mất hả? Bà ngoại bắt con, ơi tê biến mà nhưng dì Tư nó bán nhà, cái gì nó bán nhà, dốt đó. Coi như không, bà ngoại không còn nhà nữa. Nuôi, nuôi rồi giờ mới kêu nó về dưới nó đỡ, cũng như đỡ, nhưng mà dì cháu đi sống chứ vùng khách đi, nó sống ngoài nhỏ lắm mà. Đỡ nghĩ, cái bị tai biến nó ngồi chỗ rồi, mà nó không chịu con trai mà đâu có làm chuyện đó được, thì nó cũng nghĩ cái nhà nhà gì, nó muốn tự lập, nó thành ra nó về tôi, cái rồi giết cái dì nó đuổi tôi, đuổi nó đi luôn. Về là ông cha thì ông lại đuổi. Không có, dì nó đuổi, đuổi dì tôi ở về cái nghề tôi ở được mấy tháng, cái cha nó ngồi chỗ. Rồi về đây mà xin nằm ở dưới cái hiên nhà này luôn. Mà vô đỡ mà được mấy tháng luôn. Rồi cho ở mấy tháng rồi bắt đầu là sao nó lại đuổi tiếp đuổi đi đuổi ra nó mới ra mới cái trái cái sừng nó lắc sừng quá nó ngủ rồi bắt đầu qua nó, như bằng tối nó ngủ ra bằng ngày thì ngủ nó đắp bên mà sao cha dưỡng cũng khó khăn quá vậy em ông đâu có từ xưa đâu có con riêng đâu tại chấp nhận được cái nào tôi phải lấy trên cái nọ chứ đâu có biết tôi có con riêng rồi nên bởi vì tôi mới ra cho ngoại nuôi cái vấn đề con riêng thì nó rất là nhạy cảm nhưng mà cái đây là cái vấn đề tình người ở đây mà như thằng này không có làm gì nên tội nó chỉ có tội ngủ mình á. Nhiều cái nó cũng biết chuyện làm, nó cũng chết chuyện làm chứ không. Hầu đó thì ở ngoài thì làm gì chặt chặt không. Bây giờ lớn lên thì đi phụ nhà. Nhưng mà có mâu thuẫn cái gì với cha dượng không? Có làm cha dượng buồn cái gì không? Có làm gì đâu, cũng làm tại nó kiếm chuyện chứ không à. Cứ không kiếm chuyện hả? Thấy nhà con em mới không là kiếm chuyện. Mà em có làm chuyện nhà em làm hết, em đâu có để con em làm đâu. Việc nhà có gì đâu rồi đáng với cái nào. Ví dụ không đáng thì con xin việc làm con làm. Cũng kêu mà nó có chịu. Nó có chịu đâu. Thành ra giờ cứ hả? Giờ đi phải vậy. Hai đứa con ruột của ông thì ông cho ở đây. Ông cho ở đây. Còn con riêng của cô là không cho. Không cho. Nó vô đây thì con gái sao ngủ nó vậy đâu còn bây giờ con tôi còn ở chung mà hết năm con không mà tôi nói đọc cái con tôi đi nhiều cái tôi gây lộn cái đường bất cập cái chuyện của tôi vợ tôi chịu còn nhục nhiều cái muốn tôi nhiều trạng nhiều lắm tôi chịu đựng thôi làm vợ không phải chịu nhục lấy gì vợ tôi quấn chồng chứ nhiều cái tôi nóng lửa tôi không đi xỉn tôi quấn được thôi mà thôi tôi nhận nhục thôi kệ mẹ em chồng hai mấy năm rồi chứ tôi mới gây đâu hai mấy năm rồi chịu đựng đến giờ đó bây giờ có con nhỏ này có con mà tôi cũng chịu đựng ở cùng quấn cũng đấy từ mày bà để con tôi phải nuôi cho mày đó mày mà giờ chữa rồi đó chết rồi đó mà giờ tôi phải chịu đựng ông còn quýt tôi bây giờ mà cũng còn hành hạ tôi chữ tôi mà không quýt một chữ mà đụng chữ tôi trả trai đụng quýt tôi khổ tâm chứ có sung sướng cái giới tính của em đó thì cô có biết là cái giới tính của bà không
nó thì nó thấy bình thường chứ không biết gì, thì nó ngủ thì nó về chú giờ, cho nên nên mình tán tỉnh, tôi thấy tôi biết nó là không có gì làm gì bậy bạ nhỉ, con nhỉ. Trong cái giới tính á, giới tính cũng như là nữ á, nữ hay nam vậy không? Đúng tại vì nó lúc này nó để tóc chứ thật sự là còn học cái kia này chứ nó có cái hớt tóc nó vậy, thành chứ nó là trai chứ mình nhiều người nói nó là bé đê chứ thật sự nó không phải, tại nó để tóc chứ mà nó hớt thì nó còn trai, mà sau nó ra ngoài nó ở nhiều quan nó tỉnh tích mình không. Cái họ sợ nó là bộ mày đê sao mình không anh cô có biết là anh ở ngoài kia không? Ngoài nhà hoang hay gì ạ? Nhà hoang thì biết ở đây thôi chứ còn ở trên trên. Biết nhưng mà cũng có thấy thương con không, xót con không? Thì thấy thì cũng thương con tội mình, nhưng mà sao mà mình tính tấn tình của nó mình đâu có biết được. Mà không biết làm cách nào được luôn. Không hiểu làm như thế nào. Chứ bây giờ cô cũng không có nhà. Giờ lúc này thì mình lấy giới tính kỳ cục cũng lạ, chứ hầu đó thì nó không có chỗ đó. Thôi cái chuyện giới tính thì mình để một bên đi cũng được, không, có, không thành vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là cô cũng nhất thương con, nhưng mà cô không bằng cách nào giải quyết được để đưa con về đúng không? Giờ đâu có làm ra đồng tiền, bác cho đồng tiền thì tôi cũng giúp đỡ con cái ở nhà trọ, tạo cho nó chuyện làm, cũng khuyên nó. Mà giờ có làm được đồng xu đâu, giờ cũng như ăn bám của ông đó, ở nhà làm vợ làm ông em. Cái gì mình làm mỗi cho bên chồng. Là cả nhà phụ thuộc luôn bên chồng luôn. Thuộc bên chồng luôn đi nhỉ. Mà tôi sống đây là của mình tôi thôi, không có chồng ngoài hết. Yeah. Là tôi về đây làm dâu. Hiện tại ông chú chồng cô thì làm gì cô? Cũng làm mướn, ai mướn gì làm nấy. Mà ông bị cao huyết áp á, rồi lúc này mấy tháng nay không đi làm. Giờ ông có ở nhà không? Giờ ông đi là đi trên chùa, phục trên chùa, bữa nay du lan trên chùa, thấy Mỹ á. Phụ nguyên ngày nay người ta cho gạo cho đâu đem gì coi. Còn hai em gái có công ăn việc làm gì không có? Nó cũng mệt, dạng dạng kinh. Mình căng á. Mình nói dạng kinh chứ dạng căng. Hai người con ruột của cô hả? Dạ, hai người con chung không á. Rồi hôm nay anh Đức về gặp mẹ có lời nào muốn nói với mẹ không? Về nói bây giờ biết gì nói. Về cũng đâu đâu, về có chay không? Là sao? Lâu lâu về chơi thôi, muốn nói lâu lâu về chơi chưa nói. Là con nhớ mẹ không? Ý là anh hỏi là lâu giờ gặp mẹ có nói nhớ mẹ không? Nói gì cho mà tâm sự này em. Có anh nói vậy. Nó thì người vô tư, có dù mà nói nhiều quá nó tập tình nó cũng phải nhạt đâu. Tính tình đàn ông mà trai mà nó đâu có chịu chị mà. Nếu mà bây giờ anh đó anh được mà đòi về đây ở chung là cô cho không? Cho mà nhưng ông không ông cho. Chồng không cho. Dạ, cha gì không cho. Thì không cho, không cho. Thế nó xả đồ che trái thì nó cho mở trước mà nó không cho. Giống như là anh nói nếu mà ông xã tôi đem được cho về ở á thì xin những cái gì không nhận cho. Tại ông xã tôi xin sổ bên anh chồng. Chứ còn tôi thì không có xin sổ. Lực bất tòng tâm. Trong cái giữa xã thì đồng ý cái tên cho về ở. Tôi đồng ý tôi che trái tôi ở trước mà đồng ý cái đã. Giờ nghe là anh không cho. Giờ xã cũng đâu có nói gì đâu. Hôm nay cứ ở nhiều quá anh chơi gì. Có người thì muốn đưa đi, có người thì muốn chơi là mà hôm nay em rơi không nghe nói gì. Mình như chết chung em, công an đang giữ. Giữ rồi. Đang giữ rồi. Hậu khẩu thì bà gì nó đang giữ. Mấy gì? Giấy tờ cái xanh thì em giữ, mà nhân hậu khẩu thì gì giữ. Còn chứng dân nghiệp nọ em giữ, mà tại nó lấy đưa cho công an để đưa đi chích dịch gì đó. Thì giờ công an giữ luôn. Tại nó thấy nó đi lang thang, nó còn đi một hôm. Mà cô đã có từng năn nỉ cái người chồng của mình là cho anh Đức này về ở không? Em nói cỡ nào, cái nào mà rốt cuộc cũng đồng ý. Năn nỉ nhiều rồi hả? Không chịu, nó nghĩ cỡ nào rốt cuộc. Là ngày trước là cha Dương là cũng có nghi ngờ là Đức với em gái. Ý là hiện tại giờ này nè, cho vô ngủ tôi sợ nghi ngờ là nó làm bậy bạ thôi, chứ hồi đó thì không có. Hồi đó nó còn ở nhà bà chợ bà ngoại mà. Nó về ở mấy tháng nay đây, mấy năm, nay là một năm mấy nay rồi đó. Cái lý do tại sao mà cha Dương của anh Đức không chịu cho anh Đức về đây ở, cô nói gọi được thì không? Nói chung là ông nghĩ nó ở không, nó không làm ra tiền. Dạ. Nhưng mà nghĩ đi chờ về ăn bám, ông nuôi. Ông cứ nghĩ vậy thôi. Chứ sợ về ông nói ăn ở không, không có làm ra tiền đi chờ. Bác không nuôi nữa. Dạ. Ông nghĩ vậy nên ông đốc nuôi. Ông nói khả năng nội tôi nuôi bà chứ hai đứa con. Rồi thêm được cho tôi nữa. Lúc ông còn làm có tiền. Còn giờ nó không có làm được cái nọ. Mà từ xưa anh Đức anh không làm gì à? Từ trước anh Đức anh có làm gì không cô? Hồi anh đó tới ngoài thì khởi là cái nhà dọn dẹp nhà cửa vậy thôi, chứ không làm gì. Mà sao thanh niên như vậy mà không gì làm? Mà lúc trước nó làm nhà một năm mấy, cái giờ nó nghỉ. Nó xích mít người ta rồi nó nghỉ. Yeah. Rồi nó cũng đi làm lưu tinh phục vụ tay cũng làm mấy rồi cái giờ nghỉ luôn, nó không làm luôn. Rồi có xe đạp nữa gì cái nợ nó cũng mất mẹ trơn, nha em lấy ba. Thành nó cuối cùng. Em gái bán mất xe đạp à? Bán xe đạp nó ba chiếc rồi. Ai cho nó cái nợ chưa đạp, em gái cũng xuống lấy bán. Em gái là đứa nào bán? Đây nè. Sao lại bán xe đạp của anh? Bán để mà nuôi cho thằng bán xe đạp lấy tiền một sữa cho con à? Hả em? Ba chiếc rồi lấy con tao chăm. Đứng đây nói chuyện nào. Con mà về ông cậu á, chăm cho nó chiếc, cho đi làm như trai hoặc là mướn cũng cho lấy bán. Em gái là tên gì? Hồng. Hồng sao Hồng lại bán xe đạp của anh Đức Hồng?
Thế mà đi có nhà không bác? Thôi đi, nhớ đi, đi đặt đầu qua, ông đi đặt đầu qua nhà lấy bán. Đi bán. Là bán 4 chiếc rồi hả? Ba chiếc. Là một mình em Hùng là bán 3 chiếc xe đạp của anh Đức rồi. Ba chiếc, ba chiếc. Còn chiếc thì mắc rồi, không biết. Còn chiếc thì Đức kia làm thì bị mất, bị ông xã ông dí á. Ông quầy bóng chơi vô ở cái chiếc chạy qua thì không bỏ. Bỏ vô một tấm tấm, chúng này mất tiền. Chứ bây giờ tự làm nó sống 500 mấy. Cô cho con hỏi là cái lúc mà anh Đức có công ăn việc làm thì ảnh làm, ảnh có phụ cho cô không? Không, nó cũng như là nó cho tiền cho tôi hoặc là cho tôi chơi. Chứ này nó có khi cũng cho ba hay nữa. Bây giờ là cho như cho ít cũng như cho nhiều, như là 150 thì thôi. Dù là cần cục là tôi kêu cho, anh mới cho chứ không dựng nhà này cho. Vậy đây, lúc đó là có tiền á. Vậy là cũng có hiếu chứ. Lúc đó cần tôi kêu cho mà không cho. Mà nó có gì ai cho kìa, muốn nó cũng đem cho cho. Được cái gì mà ông không ăn rồi cũng phải chụp chụp. Khổ, rồi bây giờ rồi hai cái người con gái của cô này con thấy cũng có vẻ là cũng không được thông minh lắm đúng không? Không được thông minh, vậy thì nó không ăn học. Chứ mình... Vậy là bây giờ một mình người cha dượng và nuôi cả cô và hai người con gái nữa. Thì cũng nhờ cô bác giúp đỡ cho như lợi lộc cho để cho con có ăn. Yeah. Mà có nhiều đem ăn hết trời. Bán đi nuôi cùng cô nè. Không biết nào cũng không biết. Sao chị cười? Tại thấy quỷ thì bác hết cười. Rồi hai người con gái ở đây thì con rể có ở đây không? Không. Nó cặp lấy vậy bạn mà đâu có rể à, đi cặp xong rồi để ra xong về đây hả? Dạ cặp để em được. Giờ tôi đang nuôi đứa này rồi, giờ đã chữa đứa này. Lại thêm chữa đứa nữa hả? Là con bé đang đứng đây hả? Đó, chữa đứa, bé đang chữa đó. Sắp sinh rồi đó, tháng 9 là sinh nè, sắp sinh. Bao nhiêu tuổi cô? 22 tuổi, sinh năm 2000. 2000. Còn nhớ kia năm 96 nhà chị. Nói chung là không biết cha và là của con ở đâu. Không biết, mà giờ cũng như là biết thằng đó mà giờ xuống ở đó mà lấy đồ nhà đem luôn nữa. Xe đạp thì bán. Tôi mới nói là nó còn lạ cái chữ gì. Con nó không bú cái sữa, trẻ nó không cho bú, bỏ hàng trong tháng. Tôi chứ bà không ngoài nó không nuôi, cho tới giờ nó được tuổi mấy rồi. Nếu mà cái tình hình cái này con thấy là gây cấn, căng thẳng đó rồi. Đó thì nó gia đình mà khó khăn mà bây giờ mà cứ để cái này về đây là hai đó, cô với ông này. Giờ chưa chuyện giờ chưa nữa là sao tiền nó không? Mà tôi nói em nghe hậu để nhỏ trớn, người ta cung cấp từ thiện, ta trăm cho sữa, tả thì đủ luôn, nuôi được 5-6 tháng trời. Cái nó đem sữa đi bán luôn đó, bây giờ tao đâu cung cấp nữa. Nhỏ sữa đem nuôi cho bé, cho ăn mà đem cho bán, cho uống, ở đây bán. Nhỏ đó, em bước ra ngoài đây đứng nè. Không mẹ. Không. Xa đó, 14 tháng. Không ơi. Đứng ra đây đứng ngay. 14 thì nó là. Rồi đứng đó đi, đứng ngay một bước đi. 14 tháng em. Tại nó sinh tháng 6 dịch, trúng ngày dịch không có cho vô rồi. Đó phải tôi cho tôi vô là tôi từ xã nó rồi, đâu để vợ chữa đâu. Đâu cho tôi vô đâu, tôi để nhỏ chị nuôi. Rồi bây giờ không biết chồng là ai luôn. Thì giờ nó không biết. Tôi biết thằng đó mà xem nó lên ra nó cũng lừa đảo tôi kia nọ. Tôi cũng biết thằng đó mà tôi báo qua không được. Tại tôi không biết mặt thằng đó. Nó giả dạng nó chắc vô để thăm mua con nó. Bọn trẻ đâu phải con nó. Mà tôi nhỏ biết là thằng đó là con nó. Giờ đứa này cũng con nó mà về nó. Giờ nhỏ này nó không phải con nó, con khác. À, là mà trong khi nó đang ở thằng đó. Tư lên vậy. Đang ở, ăn ở thằng đó. Đang ngủ. Vậy, lấy tiền bạc đem nuôi đứa đó. Lấy đồ bạc. Rồi, rồi, rồi. Về cái hoàn cảnh nhớ. Gia đình nhà mày á, mày làm gì mày làm? Tại sao mày lên YouTuber hả? Mày lên những cái người này. Tao đâu có dính giáp gì. Mà mày nói xấu làm sao? Hả? Trước khi mà mấy chú muốn đăng lên á, mấy chú phải hỏi cha mẹ nó là mấy chú mới đăng lên. Còn đăng lên cái danh dự của người ta, phải không? Dạ không, nãy giờ mấy chú phải nghe hai phía. Nãy giờ chưa. Mấy chú mấy chú đi quay chỗ khác từ hồi nào tới bây giờ. Nó sống sao thì như bây giờ nó sống như vậy đi. Mấy chú quay lên á, ra mấy chú phải cắt bớt đi. Đưa cu vô chim nè, cha nó đưa cu chim này chim. Mấy chú cũng quay lên luôn. Là mấy chú nghĩ sao? Hả? Nó là cái thằng khùng. Nó là cái thằng khùng chứ không phải nó là cái thằng tỉnh. Tôi lướt lên máy tôi thấy rồi, tôi chạy lên liền nè. Đấy. Nó là cái thằng điên từ nào tới giờ. Nó ở với tôi nè. Nhưng mà nó quậy, nó không chịu ở. Một hai nó phải đi lên trên này. Tôi đã nói là tôi nuôi nó. Nhưng mà mẹ nó không nuôi nó, tôi vẫn nuôi nó. Tôi nuôi bà già bệnh nằm liệt một chỗ nè. Thấy không? Mà lý do làm sao mà nó khùng nó điên mà mấy chú lại quay lên YouTube là như vậy? Tôi điên đâu mà nói. Bà nói là làm đi. Không có mà quay chỗ nào. Cái gì? Biết rồi coi à. Cô đưa lên máy 3, 4, 5, 6, 7 giờ phải làm mấy nữa vô nói cô là gì của em Đức là tôi là gì nè, tôi nuôi nó mà nó không chịu ở. Gì là bên ba trưởng hả? Nó không chịu ở. Tư á, em của cô hả? Em của tôi nhớ tôi. Ai em ruột của cô hả? Trong khi bây giờ anh vậy thì cũng là người nhà mà nó cũng chung người nhà tôi luôn. Mấy chú cũng đưa lên luôn, nó đem đi vô không ta, nó nói tụi ta là suối mẹ nó hay suối cha nó đuổi nó đi. Mấy chú đừng quay. Tôi có biết gì đâu, chứ đỡ mày. Tôi có biết. Đây là em ruột của cô đúng không? Em ruột đúng không? Em ruột của cô. Mà ngày xưa là em ở cái gì hả?
Nhưng mà từ hôm qua giờ đâu có từ hôm qua giờ đâu có nói xấu gì đâu đúng không? Có nói gì đâu mà chưa nói chưa đụng chạm gì tới gì mà. Có mà nhưng mấy em này có quay gì đâu mà nói mày la kỳ cục vậy? Có gì mà lên la dữ vậy? Cho mẹ bớt đi. Để em bình tĩnh. Mình tính đi. Tức mình cũng kệ mẹ nó là nói. Nói chung là mình cũng chưa nói gì tới gì mà đúng không? Mình nó kêu cha mẹ tụi mình nó cũng chửi cho nó ba đâu. Nó lấy đồng tiền nó kêu cha mẹ tụi ăn cơm cho mấy em đi nè. Nó cho ăn cơm trao cùng mà ba biết từ đường mà cha không có. Mà nó ai nó chửi tôi nó cũng chửi chứ. Ai nó chửi lên lên chửi. Nhưng mà qua thì anh Đức có nói xấu gì tư chưa? Chưa đúng không? Coi như một người điên cho nên tôi không có chấp nhận là một đứa em tôi. Cha mẹ tụi nó cũng chửi tôi. Qua giờ thì chị chia sẻ là ảnh đi lụm như cha với lại anh ở nhà. Là bên kia gia đình đây thôi. Đúng rồi. Tôi mà không chịu cái chuyện này. Mưa rồi. Thôi đừng có nói cái gì. Em đã nói xấu gì mà cái gì chưa? Có nói gì tới gì không? Đi đi rồi rồi. Đi đây. Đi đây. Đi bây giờ không có gì hết. Không khoát anh Trung. Thôi thì cái câu chuyện này hiện tại hôm nay anh em mình tới đây tìm hiểu nó cũng rất là phức tạp và có nhiều cái vấn đề mà chưa được làm sáng tỏ. Thì anh em mình sẽ tiếp tục để tìm hiểu cái câu chuyện của anh Đức 32 tuổi sống tại cái ngôi nhà hoang để chia sẻ cho quý vị và các bạn. Mọi người có thể xem vào đấy. Nó rất là nhiều vấn đề còn phức tạp cần làm sáng tỏ hơn trong câu chuyện này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video và mọi người hãy đón xem những cái nội dung tiếp theo để cập nhật về câu chuyện này. Xin cảm ơn và xin kính chào.